Dù tiền bạc đầy gương chàng tu, cuộc trần này chưa đủ con ơi. Ác gian chỉ có một đời, thà nghèo trong sạch thánh thơi linh hồn. À, có cái là nó nói là cái vụ như bây giờ nó nói buổi đời không cho. À, sơn móng giò móng tay không cho. Rồi anh mập quá tôi cũng không cho nữa. Ủa bố mập đưa vào về là cái gì mà không cho anh ta? Đó là nó xạo. Vậy là nó là nó xạo chứ gì nó không xạo. Tôi nó thiệt mấy cái đó tôi bức xúc lắm rồi. Anh nghèo giàu gì tôi không thành vấn đề, nhưng mà tôi nói ví dụ như anh em bây giờ chấp nhận làm phước thì tôi cho. Vậy thôi, mình đã giúp người ta rồi mình không nghĩ giàu nghèo. Tôi nói thầy tôi bức xúc cái thằng nó dữ dằn luôn. Tôi nói tôi ở gần nó là tôi giàu tôi quánh nó liền luôn. Men tôi chửi nó lại. Ôi sao bức xúc quá luôn à. Bức xúc con cái là ví dụ như cái ông già này nè, mà tội nghiệp cho ông già. Thân thờ bây giờ người ta biết ngứa giờ nào người ta gãy. Nói không, người ta lỡ đó thì cơm ta gãy gì đó, ngứa gãy văng cái con gì ra ngoài là văng cái con gì. Dạ. Nó nói là nó tầm bậy. Tức là nó nói một câu là văn con gì, tức nhưng mà không phải là vậy. Nó nói vậy là nó nói vậy, sai, rất là sai. Dạ. Ông gãi văn con gì, không có văn con gì chứ á. Người ta ngứa thì ta gãi, mà tội nghiệp ông già. Đó. Rồi còn cái bà kia bả sơn móng tay, ủa bộ cái sao cho ông cho, ông cấm người ta sơn móng tay hay gì? Rồi là vậy là đợt sau ra lấy nữa phải không? Dạ. Đủ gì đó, lần này ta trợ giúp tiếp chứ không gì, đừng cho bà con, trời ơi, nắm khi đói bạn gói khi no bây ơi, chứ đâu ai mà giàu có gì. Có tiền á, vợ nhà ở trên lầu ở trên liền xuống cũng không ai cho đồ ăn đâu. Yeah. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái đuôi cồn của xã Tân Long. Ở đây là một cái quê hương của Bùi Hồ. Và hình ảnh phía trước mà cô bác quý anh chị thấy đây là một người nông dân Triệu Quyêu. Khi mà chú hiện nay ở trên Facebook rất là nổi tiếng luôn. Sau khi mà chú nói về cái nỗi mà bất bình của chú khi mà một cái bạn kia mà làm từ thiện. Thưa chú. Và hôm nay thì hai chú cháu đi ra đồng để hái rau muống đó chú. Để gửi về cho ủy ban xã để phát những cái chuyến xe không đồng. Ông gà quên nữa, con hỏi chú hoặc là ông gà chú có coi clip của mình không? Có coi. Rồi con cái của chú có coi không? Có, nó coi rồi nó gửi về kìa, nó kêu tôi bằng chú Tư, mà nó nói chú Tư này được lên YouTube rồi. Chú Tư. Chú thì khoái làm từ thiện lắm. Dạ. Đó tới giờ lắm. Tại vì mình làm cho con mình nó hưởng. Dạ. Nhưng mà cái chuyện mà ai mà làm mấy bất bình chú không đồng ý, tại vì làm chuyện bất bình chú không chịu. Nhưng mà chú nói chuyện là trên mạng là thấy chú chắc dữ lắm á. Nổi tiếng chú thấy sao chú? Hả? Có gì đâu, mình đừng nên nổi tiếng quá, cũng từ từ chứ gì đâu. Hái rau muống ở đâu chú? Nè lỗi này hái nè, mà sao mà lỗi được, sao mày lỗi theo được? Phản ảnh về cái vấn đề từ thiện kìa. Bản ảnh từ thiện là tôi không có bỡ ngỡ, tôi nói thẳng, tôi không có sợ ai chứ, tôi nói thiệt. Dạ. Tại vì mình làm không đúng thì người ta phải nói thôi. Dạ. Nói chung á, mình làm đúng thì người ta không giờ ta nói. Dạ. Còn mình làm sai là người ta mới nói. Làm được có đất công nhà nước thì được 6,000 mấy hả? 6,000 mấy hecta. Ờ 6,000 mấy. Ừ 6,000 mấy mét vuông. Ừ. Đây nè, đây là cái đậu bắp này cô bác của anh chị. Đây là đất vườn của mình luôn hả chú? Đất này nói chung là đất của công ty, nhưng mà công ty á nó cho bà chị bà chồng để bà sống vậy thôi, bà cũng khổ. Dạ. Nói chung là chú Út thì cũng đủ sống thôi, nhưng mà có lòng cái tấm lòng từ thiện bác ái. Mình đâu cần làm từ thiện, đâu cần làm gì cao xa hay chú. Đúng. Mình chỉ làm trong cái khả năng của mình thôi. Đúng rồi. Có nhiều người nhận ở trên mạng nhận chú làm ba nuôi kìa. Làm tía kìa. hai giờ chồng chú ở nhà với buồn không? Đâu buồn, nó nghe nằm mà nhớ con, nhớ mấy nhỏ, nó trời ơi mình ở trong này rau cải mình ăn không hết, mà bây giờ con cái mình ngoài không có ăn. Tôi nói làm sao mà cho con tôi nó được lãnh được một cái miếng của tôi mà tôi gửi ngoài tôi cũng mừng nữa, ngoài chắc lãnh không được, chưa tới đâu. Ồ, coi chừng nó lúng quá chút.
Tôi có biết, tại vì cái hầm này là chú thường xuyên đi mà. Dạ. Chú Tư thấy ở trên Sài Gòn hiện nay người ta cũng làm từ thiện rất là nhiều hả chú Tư? Đúng rồi, tôi người ta làm từ thiện chưa, cái nước Việt Nam mình là tôi nói thiệt với hộ là làm từ thiện là tôi dám bảo đảm luôn, dám là số 1 luôn đó cô. Mà nhờ có những người như chú Tư vậy nè, người ta mới có động lực nè. Đúng rồi. Người chung một tay, một người giúp một tay. Dạ. Cô bác với anh chị thông cảm, tại mình cầm cái máy á, thành thử rồi không có xuống hái phụ chút được, chú Tư được. Con không có hái phụ ông buồn không? Đâu có buồn, tại chuyện gì buồn. Mình lát gom, lát gom lại hả chú Tư? Hả? Lát gom lại. Bây giờ mình hái đi rồi lát mình gom lại. Dạ. Đi theo chú Tư, tại biết cái ngày hái rau muống của chú Tư là như thế nào. Chú Tư ông chất phát thật tà mà đúng chất của miền Tây luôn á. Ngoài nó gặp nó bình luận quá trời luôn. Nói sao, nói sao chú Tư kể đoạn ngắn con nghe rồi. Nó nói trời ơi bữa nay chú Tư ha, lên YouTube chú Tư làm từ thiện dữ quá ha. Chú Tư không có làm gì ha, nói chú Tư không, chú Tư làm từ thiện như vậy chú Tư làm gì giờ. Nó ngày mấy đứa con nó mừng lắm. Mừng lắm hả chú? Mình còn khỏe mạnh mình đi làm gì nè. Mà gặp chú mừng nữa, gặp chú nữa, gặp ba mình ở trên cái điện thoại mừng ha. Ừ. Không mà nó nói chuyện Zalo cũng gặp chứ, nhưng mà con cái là nó thấy là cha mẹ nó còn khỏe mà đi làm từ thiện là nó mừng rồi. Dạ. Chứ nó nghe chú rồi đó, giờ là chú không có biết nhậu nè. Dạ. Không biết uống rượu nữa. Không uống rượu. Thuốc thì bỏ năm nay nữa 2 năm rồi. Không nhậu không hút thuốc luôn. Ừ. Thì chú là người đàn ông tiêu biểu rồi. Không uống nước trà luôn. Vậy hàng ngày chú làm cái việc gì để làm thú vui? Đâu có gì đâu. Chú cứ miễn mà vợ đi đi bán á, thì mình chở vợ đi. Đi bán sầu riêng á. Dạ. Rồi bắt đầu chiều cái rước vợ về. Rồi. Vậy ăn đó. Cơm. Rồi ăn cơm, nấu cơm ăn, rồi vợ chồng nấu cơm ăn vậy thôi. Cây này là cây đậu bắp nè. Đúng rồi, cây đậu bắp. Không gài là nông dân đều đứng hết hả chú? Ừ. Khổ, nông dân cái này khổ lắm hồi. Mà vỡ hẩm cái chú Út mà lên triệu view là bất ngờ thiệt. Nhưng mà chú Út phản ánh là bao nhiêu người là đều đồng tình với chú hết rồi. Chú Tư. Ừ. Kêu quen kêu chút rồi, chú Tư kêu quen kêu chút rồi. Ở đây đậu bắp nhóc trần của bác của anh chị. Cần đậu bắp thì lần này ồ cà muống này quá ngon rồi Hồ ơi. Dạ. Cà muống một không ha. Ừ. Này chút nữa Hồ đem về cho quỹ ban xã mình hay là. Dạ đem về cho quỹ ban xã. Rồi gặp bộ Út xong mới đi hái cái gì đó, chụp hình mới gửi lên cho tôi nữa kìa. Vậy hả? Ừ. Hôm nay thì chú Tư á, mình với chú Tư hái này, chú Tư nói hôm trước là đi hái rau muống để cho bà con. Đây là bữa nay là thiệt sự là hái rau muống cho bà con. Dạ. Hái dài dài không được nữa chú Tư. Hái dài quá nó không ngon. Vậy được rồi. Chú Tư vậy có mong muốn giùm chú Tư? Mong muốn gì đâu, giờ mong muốn cho nó hết bệnh dịch qua khỏi cho bà con ta có chuyện làm ăn được rồi. Dạ. Thấy lên mạng nhiều cái cũng thấy cũng buồn cũng tội quá mà. Họ đi mà họ không có cơm có gạo không ăn. Chú Tư thấy bây giờ Sài Gòn sao? Sài Gòn bây giờ mặc dù nó giàu thì có tiền thiệt chứ khổ quá. Giờ con tôi bây giờ ở Sài Gòn nó cũng có gì đâu. Nó nói ba ơi giờ có tiền cũng không có mua gì ăn được ba ơi. Con của chú Tư vẫn mắc kẹt ở Sài Gòn luôn. Kẹt ở Gò Vấp á. Dạ. Thằng ấy thì ở quận 5. Ở quận 5 là kỹ sư. Dạ. Còn đứa thì nó dược sĩ. Chú là nông dân chính hiệu luôn á. Nông dân luôn. Nông dân chính hiệu mà đặc trưng của miền Tây á. Ví dụ như cô bác cần thì mình giúp. Giờ mình có gì mình giúp nấy. Dạ. Chú coi clip thấy mấy người ở Sài Gòn sao chú Tư? Mấy người ở Sài Gòn thấy khổ quá, thấy tội quá à. Không biết sao mấy người mà ở đường, đầu đường xó chợ thấy cũng tội quá tội.
nói nghe coi, có khi chú cũng xuống nước mắt đấy, cũng tội. Những người người ta vô gia cư, người ta không có chỗ ở rồi. Những người này người kia rồi kia, thấy cũng tội quá. Như mình ở đây ở quê gì mà mình đỡ hay chú Tư? Đúng rồi, mình ở quê mình đỡ hơn ở Sài Gòn à. Ở đây chứ mình sung sướng hơn ở Sài Gòn dữ lắm á. Dạ. Chú Tư hái nhanh thiệt luôn á. Hồi nhỏ là chuyên môn hái muốn bán mà. Ồ vậy luôn hả? Tại hồi lúc mà khổ á, không? Dạ. Là chú Tư đi hái muốn bán luôn, đi mò ốc. Dạ. Đang nuôi cho mấy đứa nó học á. Dạ. Hồ biết đi, mấy đứa nó học Sài Gòn đâu phải ít tiền. Mà mình đâu có đắt cát được nhiều đâu, cha mẹ cho được nhiều đâu. Dạ. Gắng cố gắng làm bây giờ được. Cũng như nó hơi nhàn nhàn được chút đỉnh rồi đó Hồ ơi. Giờ khỏe hả chú? Khỏe. Hồi đó tôi làm con quả dữ lắm chứ. Nên là thành thử là con cái của chú được thành tài. Đúng rồi. Đúng không? Chú không khỏe nhưng mà con cái của chú được thành tài ha. Yêu cầu mình bây giờ mình con mình nó thành tài là mình chịu rồi. Dạ. Mình sao cũng được. À. Tại vì á mình á mình cố gắng mình làm sao cho con mình nó ra đời cái xã hội người ta xài thì mình mới xài được. Còn mà con mình nó ra đời mà xã hội không xài thì tức là mình không có xài được đâu. Dạ. Ai cũng vậy thôi. Ví dụ mình ra ngoài xã hội mà xài á, người ta trọng mình á, là mình á, là mình mới có cái uy tín hoặc là có cái gì đó. Còn mà ra đời cái xã hội người ta không xài mình thì mình cũng có vô tác dụng thôi. Chú tin lực nhân quả không chú Tư? Tin chứ. lực nhân quả có dây phải có trả chứ. Dạ. Nó cũng như là mình cái đời thường mình sống thôi. Như nói với thằng Hồ á, hay gì thí dụ thằng Hồ á, dây tôi 1 triệu thì thằng Hồ phải có trả lời cho tôi ăn, đúng không? Dạ. Thì cái lực nhân quả nó cũng y gan vậy đó. Một á thì phải trả hai. Chú hồi nào tới giờ chú sợ lực nhân quả lắm. Ở chú á, chú làm sao mà chú nói á, chú làm cho con chú hưởng, sau này á chú có chết gì nữa thì con mình nó cũng được cái tiếng. Nguyên cái công, nguyên cái đề rau muống này là nhiều rau muống lắm á. Nhiều lắm. Bởi vì chú nói gì hồi chú nói là tưởng cái gì không có chứ hồi mà rau muống mà chú đi hái là cái như là bao nhiêu cũng có chứ. Rau muống này 50 ngàn một ký chú bán không? Không. Cho, tôi cho chứ tôi không bán. Cho. Bây giờ tôi giúp cho những người bây giờ người ta cần. Dạ. Bán, tôi không bán. Chú thấy chị rau muống ở trên Sài Gòn 50 ngàn bó đó không? Đúng rồi. Chú thấy vậy, chú thấy sao? Chú thấy vậy à, chú nói trời ơi phải xuống này đi tôi hái tôi cho mấy ông ơi. Tôi chấp nhận tôi đi hái tôi cho. Dạ. Nói chung chứ ở đây nói vậy chứ nó nhàn lắm Hồ ơi, chứ mình không có đụng vào tới ai chứ. Dạ. Này là nhãn lồng nè. À không, cái đó không phải. Này nè. Không phải, không phải con. Cái này á là dạ. bình bát dạ. Lộn. Đi xuống đây hái uống nè. Đây là nước cạn sợ trên bờ. Đi đâu chú Tư vui thiệt luôn á. Vui thì mới mốt xuống. Dạ, nghe chú Tư kể chuyện không cũng vui nữa. Mới mốt xuống. Nói chung là rau ở miền Nam á, ở miền Tây á hiện nay rất là nhiều luôn. Ừ. Và số lượng có thể là thừa luôn, nhưng mà có một nghịch lý á là xe không lên được Sài Gòn. Đúng rồi, xe không nên lên. Rau ở miền Tây những nhà vườn thì họ rất là điêu đứng. Và có đôi khi thì họ phải bỏ luôn cái vườn rau của mình vì bán không được giá. Mỗi nơi mỗi cái khó khăn khác nhau. Nói chung dịch bệnh đến là ai cũng khổ hết. Người Sài Gòn thì không có rau ăn, còn người miền Tây thì ủng ứ. Cái người miền Tây mình á, ở trong này nè, bây giờ rau mà còn phải đi lựa. Lựa cho nó ngon mới hái. Còn người này còn cái cho cũng phải là cái ngon ha. À đúng rồi. Còn ở Sài Gòn á, gặp mấy này là hái trần. Còn mình là phải cứ đi theo chú đi không sao chứ. Nước chú biết.
Dạ, ôi rau muống này quá ngon chú Tư. Trước thì chú Tư có thường nói một câu là người Sài Gòn cứ yên tâm, và miền Tây luôn hướng về Sài Gòn hả chú Tư? Đúng rồi. Và hình ảnh mà phía sau lưng Bùi Hồ đó là chú Tư đang hái những cái cọng rau muống để mà gửi lên một cái chuyến xe không đồng của Ủy ban xã Tân Bình. Đó, để có được những bó rau thì những người nông dân phải lam lũ như thế này. Và chú Tư là một người điển hình. Đó non không chú? Non. Chú lựa chỗ nào non là chú hái à? Dạ, dạ chú không hái à? Dạ, mình già người ta ăn đâu có được đâu mà hái. Cái này mà về mà búp rỗi ha, ngon lắm á. Dạ. Đây nè, nghe cọng này là chú Tư không hái nè. Già quá hái chị. Ta gọi là rau muống mục. Chú Tư hái đâu khác nào một người phụ nữ đâu. Trời ơi, phụ nữ không qua tới đâu. Dễ vậy. Ở đây phụ nữ không qua đâu. Dạ hả? Ừ. Hai chú cháu đi không nắng lắm, đi hái rau muống. Hái rau muống mà nó vui. Vui lắm. Nói chung là tiếc cái là xe không có lên Sài Gòn. Có lên Sài Gòn là gỡ nhiều hơn nữa ha chú Tư ha. Đúng rồi. Lên Sài Gòn là rủ bạn bè tôi nữa. Thêm hái tiếp. Dạ, xe không lên Sài Gòn được buồn ghê. Mà người Việt Nam mình là rất là yêu thương nhau luôn. Đúng rồi, máu đỏ da vàng mà. Nè, rau muống này, rau muống dược nè. Ừ. Nãy ở bên kia hái được, đây qua đây hái tiếp chút thôi. Quay cho cô bác quý anh chị thấy cái cảnh miền sông nước luôn, miền Tây á. Nghe chú Tư kể những cái câu chuyện hay hay. Công nhân người ta nói một câu á, đi làm công quả. Dạ. Thấy không? Mình có cái công, mình dạ, đi làm, nhưng mà cái quả báo á. Thấy không? Đúng không? Nếu mà mình chi xét đúng là, tức là người ta nói quả là gì? Quả báo. Chứ đừng nói mà trời ơi, tôi làm công quả, công. Ở đây người ta nói một câu đó, công là gì? Công là mình có công, mình cái quả là coi chừng mình có cái quả báo rồi sống. Thí dụ như nói hồ mình đi làm gì chứ có người, nhiều người ta thương, nhiều người ta cũng ghét. Ta nói cái thằng đó đi làm chuyện tình lắm, đúng không? Dạ. Đó, chứ không phải là ta thương hết mình đâu. Dạ. Cũng có người gì người khác. Dạ này ngon. Ừ. Rau muống ở đây là mặc sức ăn luôn á. Trời, dễ gì mà hết. Nhiều lắm. Quá nhiều luôn chú Tư. Ừ. Chú Tư có bên Đạo Hòa Hảo hả? Đạo Hòa Hảo. Chú có đọc giảng được không? Có chứ. Đọc cho con nghe câu hai câu rồi đỡ buồn rồi. Ngày mình đọc cái 10 điều khuyến tu của thầy đi, tức là thầy Tây An đi. Dạ. Nha. Điều thứ nhất thầy khuyến nên nhớ, lòng trung kiên muôn thuở còn níu. Dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đang dây con đò, nếu ngỏ lòng công khó tiêu tan. Việc chi còn ở trần gian, là điều yên hoặc chớ mang nơi lòng. Ngon dạ đúng không? Dạ. Tiếp chút. Điều thứ hai thầy mong đệ tử, tình bạn bè phải giữ thủy chung, luôn luôn tha thứ phan dung, nhủ phiền nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô.
dìu dắt nhau điểm tô công quả, phải thật thà với cả chung quanh, thiệt thòi cam chịu đã đành, vô vi phạm gì thầy dành cho con. Thấy không, mình dìu dắt nhau điểm tô công quả là đây nè. Dạ. Điều thứ ba vẹn toàn hạnh đức, tì bán buôn cơ cực tạo tầng, đổi công nuôi lấy xác thân, đừng ham mua chuyện khi nhân gạt lường, dù tiền bạc đầy gương chàng tù, cuộc trần này chưa đủ con ơi. Ác gian chỉ có một đời, thà nghèo trong sạch thánh thơi linh hồn. Ông nói là rất là chí ý, thấy không? Dạ. Tiền đâu đủ ha. Ừ. Điều thứ tư pháp môn quy lực, lục thập trai cố sức trao rồi, tịch thà xương máu tanh hôi, có cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh lòng thiện tha con. Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm trang máu hồng. Ồ, rau muống này hái càng ngày càng mê tay á. Ừ. Rồi, tới điều thứ mấy chú? Điều thứ năm quyết không hờn giận, ghét ganh chi cho bằng lòng mình. Con xem giảng quyển thiện kinh, hiền nhân quân tử rộng tình vô câu. Muôn việc xảy ra biết bắt đầu sân nộ, là nguyên nhân không khổ ly tan. Chân truyền tranh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Điều thứ sáu thiết tha thầy dặn, ngày hai thời lắng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù, cũng nhân dài khắc tập tu nguyện cầu. Khi gánh việc đồng sâu chợ búa, đem sắm kinh tự bồ của thầy ban, học cho thông thuộc đôi hàng, ngâm nga trong lúc thanh nhàn băng băng. Điều thứ bảy quyết tăng công quả, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp mơ vào, lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muốn thờ, đi dấu hình đừng ở rằng không. Con ơi trong chốn hồng trần, mấy ai nghĩ đến cõi lòng thanh cao. Quá hay. Chú có ca cổ được luôn không? Ca đứng trong này mệt cái. Quá hay chú từ rồi. Chú đó nói nghe chú thuộc 10 điều ơn cũng dữ lắm. Dạ. Nhưng mà chú ăn chay ăn mặn. Chú ăn chay ăn mặn. Dạ. À, cũng như là tới 30 gầm đồ kia thì ăn chay. Dạ. Còn bình thường thì ăn mặn chứ không ăn chay. Thôi bó ra muốn này nữa, hai chú cháu mình lên được rồi. Nha chú. Ờ. Hình như đằng đó nữa đó. Vậy là mình hái nó giờ nhiều lắm rồi. Nhiều lắm rồi đó. Và bây giờ thì mình với lại chú Tư đã có một bó ra muốn bự luôn. Nhiêu đây là khoảng mấy ký chú? Đây là khoảng 5 ký.
ở nhà chơi cũng vậy, đi hái rau muống để giúp bà con, quay clip cho cô bác quý anh chị xem về cái cảnh miền Tây luôn, mà tâm sự với chú Tư luôn. Hình như nãy con nhớ này có không chú? Chú Tư kìa. Ồ quá ngon chú Tư ơi. Quá ngon rồi. Ôi ơi. Cô bác quý anh chị ở Sài Gòn biết gặp rau muống này có ghiền không á? Quá ngon. Đây cũng hơn 10 kg hả chú Tư? Ừ. Dạ. Cô bác quý anh chị vào đây trước mặt cô bác quý anh chị đó, với lại chú đây là chú Tư, là người nông dân triệu view. Và thật ra thì chú Tư có những cái câu nói rất là hay và chuyên làm từ thiện luôn. Mình chỉ cần alo thì chú Tư sẵn sàng hái rau muống. Và hôm nay thì mình với chú Tư hái hai bó rau muống này để gửi đến chuyến xe không đồng của Ủy ban xã Tân Bình. Và con thay mặt bà con nông dân cảm ơn chú Tư, chúc chú Tư luôn có sức khỏe. Chú Tư có nói gì không? Thôi chúc bà con nên ở nhà đừng đi ra ngoài đường cho nó mau hết bệnh, hết dịch, mình tung tăng ra ngoài đường ơi. Chào bà con. Hello. Chào.